Hello, tôi tên là Lệ Hằng. Mấy hôm vừa qua có một người gửi cho tôi xem một video clip của một người trai trẻ ăn nói lập cập là cà không ra câu cán. Chân tướng thì không có vẻ gì gọi là thông minh, chính nghĩa. Làm livestream giả phỏng vấn một người tên là Quân Minh. Nghe qua một vài phút thì tôi biết chắc một điều là tên gọi là Quân Minh trong cái clip nói trên chính là tên Nguyên. Người đã giấu mặt giấu tên tranh giành nói hết trong livestream của tên phản nghịch Huỳnh Thanh Hoàng kiếp làm Nails. Rõ ràng đây là một video phỏng vấn của một người láo đến một người xạo. Các bạn hãy quan sát về ngôn ngữ cơ thể của người trẻ này thì sẽ nhận được sự láo khoét của y ta. Vì là y ta đang nói những điều giả dối không trung thực nên tay của y ta tự động sờ lên mũi hoài. Đó là một hành động tự nhiên của con người. Nếu chúng ta tự chịu khó tìm hiểu thì mình có thể biết được người đối diện mình là người như thế nào. Còn nghe cái giọng hồ đồ hỗn độn của cái người gọi là được phỏng vấn thì ai lại không có thể nhận ra được đó chính là tên Nguyên bóng đêm. Thêm cái tính hăng máu, càng nói thì càng hăng, sổ ra những lời lẽ, khoe khoang ảo, tự tâng bốc mình lên và cố dìm người khác xuống. Nghe cách và giọng nói, tuy là chưa thấy mặt, tôi cũng đã có thể hình dung được đây là một tên bần cùng trong xã hội, đang ganh ghét với những người thành công hơn mình. Miệng mồm thì hôi tanh, thốt ra những lời bôi nhọ phỉ báng những nhà thật sự yêu nước, yêu dân Việt Nam. Và y ta còn phỉ báng dân hải ngoại là có đầu óc như trái nho. Thì tôi nghĩ người này chắc óc họ là hạt tiêu nên rất cay nghiệt. Tự xưng là thương gia giả tạo nên tên này đã không biết cách ăn nói của một thương gia thật sự. Lời ăn tiếng nói rất là hỗn láo. Thương gia gì mà lời ăn cách nói còn hơn là bọn khủng bố ngang hàng với bọn côn đồ. Thương gia này là loại người buôn bán nước, là người buôn dân bán nước nên mới có những lời nói rặc mùi cộng sản. Theo tôi nghĩ thì tên Nguyên Quang Minh này là cộng sản nằm vùng nên y ta chỉ có biết luật rừng thôi, mới hồ đồ đưa ra những lời phỉ báng bôi nhọ thách đố tuyên thưởng tào lao trên đất Âu Tây Mỹ quốc này. Đây đúng ra là những lời hăm dọa thách đố thật là ngu xuẩn. Mình thì giấu mặt giấu mày giấu tên giấu tuổi thì có cương vị nào mà kêu người khác ra mặt, ra tên. Hết dụ rồi lại dọa. Chỉ trong một cái livestream có bao nhiêu phút mà y ta cũng đã đem hết hai chiêu này ra dùng ngay một lượt. Thất cách rồi. Đã vậy, mà lại còn thất cách hơn nữa là y ta đã tự vạch trần hết những danh tánh và điện thoại của những người đã vì tiền mà trở thành bọn phản nghịch với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Đào Minh Quân. Y còn nói về kế sách của đảng Đại Việt nào đó, nghe qua thì đã thấy khiếp sợ rồi, ba chân bốn cẳng chạy tránh xa liền, chứ đừng nói là ai muốn tìm hiểu đến để ủng hộ. Dân Việt đang sống dưới chế độ độc ác độc tài của Cộng sản, họ đang muốn thoát khỏi cuộc sống đau thương khổ ải này. Có ai mà điên rồ để đi theo một cái đảng gọi là Đại Việt này với những kế hoạch hôi tanh mùi máu, độc quyền, độc đoán, độc tôn và còn độc ác hơn cả mấy trăm ngàn lần Cộng sản Việt Nam hiện tại. Cái đảng này đã vạch rõ kế hoạch là đem đời sống người dân trở lại thời tiền sử, ăn lông ở lỗ. Ít nhất, ý định bọn này là muốn noi gương cái người tên gọi là Hồ Chí Minh ăn cỏ ở hang. Nên kế hoạch của họ là thủ hóc bài tân.
Bọn này muốn cho dân chúng phải ăn mặc đồ đạc màu đen tối xám xịt như bọn Khmer Rouge đã làm ở Campuchia. Chưa đủ, đảng này còn muốn biến nữ giới ăn mặc như bọn Hồi giáo là phải mặc váy dài che kín đến gót chân. Mặt mày tóc dài thì phủ che kín nữa, là đảng Đại Việt này sẽ thành công biến người Việt Nam thành người của nước Hồi giáo. Kế hoạch như vậy mà đảng này dám nói là tranh đấu cho Việt Nam được có được tự do dân chủ nhân quyền à? Cái lý luận của đảng Việt này, của đảng Đại Việt này rõ ràng là ác ôn và ác độc, tàn độc không khác gì bọn Khmer Rouge. Nếu không nói là y chang. Theo tôi nghĩ đây là một đám người thất bại trong cuộc sống hiện tại, được Cộng sản miền Nam cung cấp tiền bạc để dựng lên một đảng phái với một cái tên và lá cờ khác để hòng lừa gạt dân Việt. Vì bọn họ thấy lòng dân thù ghét Cộng sản mà chỉ mong muốn Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Trong khi đó thì đã có rất nhiều đảng phái giả dạng Việt Nam Cộng Hòa đã bị vạch mặt, bại lộ và thất bại. Chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là một chính phủ có danh chính, ngôn thuận, có một tiểu sử, hành trình hầu cứu nước không thể chối cãi, đã hiện hành từ mấy chục năm nay. Chỉ có vị lãnh đạo tài đức song toàn Đào Minh Quân mới có thể có ý chí mạnh mẽ, kiên trì, có sách lược thâm uyên và đương nhiên là dưới sự ủng hộ của Mỹ và quốc tế thì việc dẹp tà quyền cộng sản để đem lại sự yên lành, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân sẽ thành tựu một ngày không xa. Nhưng ngày đó đến nhanh hay chậm là do dân Việt quốc nội. Dân chúng hãy tin tưởng tuyệt đối vào chính phủ này và hãy mạnh mẽ lên, chứng minh cho thế giới biết là mình không đồng ý sống dưới chế độ cai trị của Cộng sản bằng một phiếu bầu. Chỉ cần gọi bầu Tổng thống Đào Minh Quân là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Làm điều này là một hành động chứng minh rõ ràng sự mong muốn cuộc sống có được nhân quyền, tự do của mình. Tôi xin nhắc lại thêm là dân Việt chỉ nên tin tưởng vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Đừng nghe một cá nhân nào hoặc hội nhóm đảng phái nào, vì những người này chỉ ham tiền ham bạc nên họ nói gì và làm gì cũng đều là do tiền bạc, do quyền lợi riêng tư của họ, chứ họ chẳng bao giờ và sẽ không bao giờ làm gì để đem đến sự tốt lành cho dân quốc nội đâu. Cảm ơn. Bye bye.